Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu đã qua khi Afrika bị mất. Nhà tung hình ảnh Putin lái phi cơ ném bom sư thanh. Đan Mạch góp tiền mua 15.000 viên đạn pháo cho Ukraine. Dmitry Medvedev muốn sắp nhập Texas của Mỹ vào Nga. Biden chi hàng tỷ đô la Mỹ thay thế cần cẩu Trung Quốc. Trung Quốc xâm nhập dữ liệu NATO và các chính phủ khác hơn 60% sinh viên trường y Hàn Quốc đồng loạt xin nghỉ học Pakistan chặn mạng xã hội X ngăn tự do ngôn luận Tất cả đều có trong bản tin trưa nay Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tình hoa thứ 6 ngày 23 tháng 2 Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin Thưa quý vị, Nga đã đạt được thành công lãnh thổ lớn đầu tiên sau hơn 9 tháng trong cuộc chiến Ukraine khi chiếm được thành phố Avdiivka ở phía đông vào tuần trước. Cộng đồng 30.000 dân thường nhộn dịp một thời đã biến mất và người ta nghi ngờ liệu chủ lao động địa phương, nhà máy luyện cốc lớn nhất châu Âu có thể sớm hoạt động trở lại hay không. Tuy nhiên, việc chiếm được lãnh thổ Avdiivka đã mang lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin quyền tuyên bố chiến thắng trước cuộc bầu cử vào tháng 3 các lực lượng Nga bắt đầu gây áp lực lên quân phòng thủ Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau khi cuộc phản công vào mùa hè kéo dài 3 tháng của Ukraine kết thúc. Họ tạo thành một gọng kìm ở phía bắc và phía nam thành phố, và trong 4 tháng giao tranh ác liệt nhất, chỉ huy lực lượng Tavria của Ukraine, Oleksandr Tanavsky, ước tính họ đã phải chịu 47.000 thương vong và mất 364 xe tăng, 248 hệ thống pháo binh, 748 xe chiến đấu bọc thép và 5 chiếc chiến đấu cơ. Tin tức này giống như một quả bom dội vào hội nghị an ninh Munich đang diễn ra, nơi các đồng minh phương Tây của Ukraine triệu tập để khảo sát về triển vọng cho năm 2024. Kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu đã kết thúc. Ông Dmitry Kuleba, ngoại trưởng Ukraine nói với những người có mặt. Và mỗi khi binh lính Ukraine rút khỏi một thị trấn Ukraine vì thiếu đạn dược, hãy nghĩ đến điều đó không chỉ về mặt dân chủ và bảo vệ trật tự thế giới, mà còn về việc binh lính nga tiến gần hơn đến thị trấn của bạn vài km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhân cơ hội này để thúc ép các đồng minh cung cấp thêm vũ khí. Thật không may, việc giữ Ukraine trong tình trạng thiếu hụt vũ khí, đặc biệt là thiếu hụt pháo binh và năng lực tầm xa, cho phép Putin thích ứng với cường độ hiện tại của cuộc chiến. Sự tự suy yếu của nền dân chủ theo thời gian làm suy yếu kết quả chung của chúng ta, ông Zelensky nói tại hội nghị. Nhiều người Ukraine thẳng thắn đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì đã khuyến khích Nga, vì biện pháp hỗ trợ quân sự trị giá 60,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Timofey Milovanov, giám đốc trường kinh tế Kyiv viết, vào năm 2022, chính quyền Hoa Kỳ của Joe Biden đã gửi yêu cầu tài trợ vào mùa xuân, gần như ngay sau cuộc xâm lược. Ông nói, nhưng vào năm 2023, họ phải đợi đến giữa mùa thu mới công bố những gì họ dự định gửi. Afdiivka cho thấy cái giá phải trả của những sự chậm trễ chính trị này mạng người, mất lãnh thổ và khuyến khích giả tâm của người Nga. Nếu Hoa Kỳ có một kế hoạch sát cánh cùng Ukraine đến chiến thắng, thì việc Hoa Kỳ trì hoãn viện trợ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài thêm mà thôi. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2, các hãng thông tấn nhà nước đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lái oanh tạc cơ chiến lược Tupolev Tu-160M. Đây được xem có thể là một chiến dịch quảng cáo trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Tu-160M, phiên bản hiện đại hóa của anh tạc cơ thời chiến tranh lạnh, có hai khoang chứa bom bên trong. Mỗi khoang có thể chứa tới 6 hỏa tiễn hành trình hoặc 12 hỏa tiễn hạt nhân tầm ngắn. Truyền thông nhà nước đưa tin, thời gian bay của ông Putin tổng cộng là 30 phút. Trong khi hãng tin Interfax dẫn lời nhà lãnh đạo Nga sau khi hạ cánh nói rằng, anh tạc cơ có thiết bị rất tuyệt vời. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với phóng viên Zarubin rằng, Ông Putin đã quyết định lái oanh tạc cơ chiến lược trong chuyến thăm vào ngày 27 tháng 2 tới nhà máy hàng không Kazan ở nước Cộng hòa Tatarstan. TU-160M hiện đại hóa thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1 năm 2022, một tháng trước khi lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine. Thưa quý vị, chính phủ và các đảng quốc hội Đan Mạch đã đồng ý về một gói viện trợ quân sự lớn mới cho Ukraine. Gói hàng trị giá khoảng 1,7 tỷ kron Đan Mạch, bao gồm 15.000 viên đạn pháo hợp tác với Cộng hòa Jet. Pháo binh, phòng không, giải pháp mỏ và UAV, đây chỉ là một số vật phẩm được tài trợ bởi một gói viện trợ quân sự lớn lần này. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch George Lund Poulsen cho biết, Ukraine tiếp tục có một nhu cầu hỗ trợ lớn, bao gồm cả đạn pháo. Với gói viện trợ lần thứ 15, Đan Mạch đã đóng góp tài chính vào việc mua vũ khí và đạn dược. Cả hai thông qua các quốc gia khác, đặc biệt là Hà Lan và Cộng hòa Czech, và thông qua việc tiếp tục hợp tác tốt và quan trọng với ngành công nghiệp quốc phòng đan mạch bộ trưởng ngoại giao đan mạch lars luki gamusen tuyên bố cuộc chiến ở ukraine đã bước sang năm thứ ba và tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine là điều vô cùng quan trọng để họ giành chiến thắng tôi cảm thấy hạnh phúc khi bây giờ chúng tôi đang có một đóng góp quan trọng khác trong việc hỗ trợ người dân ukraine trên chiến trường hợp tác với các đối tác thân thiết và với sự hỗ trợ rộng rãi của Quốc hội Đan Mạch, những người đang chiến đấu vì tự do, độc lập của Ukraine, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã tài trợ mua 15.000 đơn vị pháo 155mm sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tháng. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước được công bố ngày 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã cân nhắc về chủ đề bang Texas tách khỏi Hoa Kỳ. Phong trào dân tộc chủ nghĩa Texas còn được gọi là Tehix là tổ chức lớn nhất thúc đẩy việc tiểu bang rời khỏi Hoa Kỳ. Quyết định của tòa án tối cao vào ngày 22 tháng 1 cho phép các quan chức liên bang dỡ bỏ các phần của hàng rào dây thép gai mà thống đốc Texas Greg Abbott đã lắp đặt dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp đã thúc đẩy vụ việc Ông Abbott và ông Biden đã nhiều lần xung đột về các vấn đề biên giới và các biện pháp của thống đốc đảng Cộng Hòa nhằm chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào bang, bởi vì có rất nhiều người đã vượt biên giới từ Mexico vào Texas. Ông Medvedev nói, Tôi đã viết trong dự báo hài hước của mình rằng điều này sẽ xảy ra. Bây giờ tất cả chúng ta đang chờ đợi việc ký kết thỏa thuận về tình hữu nghị và hợp tác giữa TPR và DPR, Cộng hòa Nhân dân Texas và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Medvedev nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Texas nhằm ám chỉ việc Nga chiếm đóng bất hợp pháp các vùng Lugansk và Donetsk phía đông Ukraine. Moscow gọi chúng là Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tuy nhiên, cả hai đều là những nước Cộng hòa không được quốc tế công nhận của Nga ở miền đông Ukraine. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ đầu tư hàng chục tỷ đô la để tăng cường an ninh mạng hàng hải xung quanh các cảng biển chiến lược của mình, bao gồm cả việc thay thế cần cầu container do Trung Quốc sản xuất mà các quan chức tin rằng có thể khiến cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ dễ bị phá hoại. Cần cầu bờ biển do nước ngoài sản xuất, đặc biệt là những chiếc do ZPMC thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc chế tạo, đã là mối lo ngại về an ninh quốc gia trong nhiều năm qua. Theo ước tính chính thức, ZPMC là nhà sản xuất cần cầu lớn nhất thế giới, với máy móc chiếm gần 80% các thiết bị nâng được sử dụng tại các cảng của Hoa Kỳ. Chuẩn đô đốc Jay Van, người đứng đầu bộ chỉ huy mạng của lực lượng bảo vệ bờ biển hoa kỳ cho biết theo thiết kế những cần cầu này có thể được điều khiển bảo dưỡng và lập trình từ xa những tính năng này có thể khiến các cần cầu do prc sản xuất dễ bị khai thác bởi chính quyền bắc kinh bình luận của ông jay van được đưa ra trong cuộc họp báo vào hôm 20 tháng 2, một ngày trước khi Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch của Tổng thống Joe Biden chỉ 20 tỷ đô la Mỹ để tăng cường an ninh mạng trong cơ sở hạ tầng hàng hải, sử dụng nguồn vốn từ thỏa thuận cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ được thông qua vào năm 2021. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc đã mô tả những lo ngại của Hoa Kỳ là sai lầm và hoàn toàn hoang tưởng. Thưa quý vị, theo các công ty an ninh mạng, Sentinel Labs và Manware Bytes. Kho tài liệu từ iSun, một công ty tư nhân cạnh tranh giành các hợp đồng với chính phủ Trung Quốc cho thấy tin tặc của họ đã xâm phạm hơn 10 chính phủ khác nhau. Các nhà nghiên cứu của Sentinel Labs cũng đã viết trong một bài đăng trên blog vào ngày 21 tháng 2, iSun cũng đã vi phạm các tổ chức dân chủ tại thành phố bán tự trị Hồng Kông của Trung Quốc, các trường đại học và cả liên minh quân sự NATO. Các nhà phân tích của Sentinel Labs đã cho biết vụ do dỉ cung cấp một số chi tiết cụ thể nhất được công bố cho đến nay, tiết lộ bản chất trưởng thành của hệ sinh thái gián điệp mạng Trung Quốc. Isun đã có thể xâm nhập vào mạng lưới văn phòng chính phủ ở Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc cùng với nhiều quốc gia khác. Các nhà phân tích cho biết vụ do dỉ cũng cho thấy Isun đang đấu thầu các hợp đồng ở khu vực Tân Cương phía tây bắc của Trung Quốc, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc là giam giữ hàng trăm nghìn người chủ yếu là người Hồi giáo, giống như một phần của chiến dịch chống lại chủ nghĩa cực đoan. Hoa Kỳ gọi đây là một cuộc diệt chủng. Tuy nhiên, khi đài AFP hỏi vào ngày 22 tháng 2 rằng liệu Bắc Kinh có hợp đồng với tin tặc hay không, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết họ không biết về vụ việc trên. Người phát ngôn bà Mao Ninh cho biết, về nguyên tắc, Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hình thức tấn công mạng và xử lý chúng theo luật pháp. Thưa quý vị, Gần 12.000 sinh viên y khắp Hàn Quốc đồng loạt nộp đơn xin nghỉ học để phản đối cải cách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết 3.052 sinh viên ở các trường y trên toàn quốc đã nộp đơn xin nghỉ học trong ngày 21 tháng 2, nâng tổng số sinh viên không đến lớp lên 11.778 người trong 3 ngày qua. Số sinh viên xin nghỉ chiếm 62,7% tổng sinh viên y khoa toàn quốc, tức là gần 19.000 người theo dự tính số liệu vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, chỉ có 44 sinh viên trong số này được phê duyệt đơn nghỉ học vì các lý do không liên quan tới làn sóng phản đối chính sách mới của chính phủ. Các đơn xin nghỉ còn lại được cho là động thái tập thể nhằm phản đối kế hoạch cải cách tăng tuyển sinh trường y của Hàn Quốc. Động thái của sinh viên các trường y Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ nội trú của nước này đã nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối kế hoạch tuyển thêm 2.000 chỉ tiêu vào các trường y từ năm sau. Thứ trưởng Y tế ông Park Min-su cho biết, số bác sĩ Hàn Quốc xin nghỉ đồng loạt đã tăng lên 9.275 người tính đến tối ngày 21 tháng 2, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ yêu cầu họ quay lại làm việc. Ông Park đã kêu gọi các bác sĩ đối thoại với chính phủ, nhưng họ dường như không có dấu hiệu nhượng bộ. Thưa quý vị, các cơ quan quản lý truyền thông của Pakistan đã chặn nền tảng truyền thông xã hội X khiến người dùng trên khắp đất nước vào ngày 22 tháng 2 đã phải chịu sự gián đoạn thông tin sâu rộng. Các nhà hoạt động nhân quyền và Washington đã yêu cầu khôi phục hoàn toàn các dịch vụ Internet và quyền truy cập vào các mạng xã hội. Sự cố này lần đầu tiên được diễn ra khi đảng chính trị của cựu thủ tướng Pakistan là Imran Khan đang bị cầm tù đã tuyên bố phản đối những gì họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 2. Trong cuộc bỏ phiếu, các ứng cử viên được ông Khan hậu thuẫn đã giành được hầu hết các ghế nhưng thiếu đa số cần thiết để thành lập một chính phủ. Đảng TPI của Pakistan vào ngày 22 tháng 2 cho biết các hạn chế đối với mạng xã hội X đã được chính quyền đặt ra để ngăn chặn tiếng nói của họ trên các nền tảng truyền thông. Vào ngày 21 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Matthew Miller, đã bày tỏ quan ngại trong một tuyên bố với các phóng viên về việc ngừng hoạt động và hạn chế quyền tự do ngôn luận và hiệp hội ở Pakistan. Ông Miller nói, Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Pakistan tôn trọng quyền tự do ngôn luận và khôi phục quyền truy cập vào một trong các phương tiện truyền thông xã hội đã bị hạn chế, bao gồm cả Twitter, hiện được gọi là mạng xã hội X. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản này. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trời nay đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.